Cảm nhận của khách hàng khi làm tóc ở 1900. Cảm giác của bạn như thế nào khi nhìn lại kết quả của mình sau khi làm tóc? Đầu tiên là mình rất cảm ơn 1900 đã cho mình mái tóc, nói chung là rất là ưng ý. Chị có nhận xét như thế nào về đội ngũ nhân viên của bên em được không ạ? Khi mà đến đây thì mình được cảm giác rất là thân thiện, nhân viên rất là nhiệt tình, theo sát quá trình làm. Sau này khi chị làm tóc thì chị có lựa chọn quay lại về bên em không? Chị đã kiến tóc, cắt tóc rồi xong mình cảm giác là tin tưởng để quay lại để làm tóc là mình đã quay lại. Chị tên là Phương. Chị đang làm việc ở trên Thái Nguyên, chị sinh năm 1977. Chị cảm thấy như thế nào sau khi mình nhìn lại hình ảnh của mình trước khi mình làm tóc ạ? Cũng phải trẻ ra được 5-6 tuổi. Trước khi chị đến với 1902 Salon, chị đã có ý định sẽ thay đổi kiểu tóc của mình từ trước không ạ? Khi đến thì chị cũng bảo thôi, cứ thay đổi một lần xem nó ra sao. Không ngờ nó đẹp như thế này. Mà biết nó như này chắc là chị làm lâu rồi đấy. Sau khi trải nghiệm dịch vụ của 1902 Salon, chị có nhận xét như thế nào không ạ? Rất ưng. Tinh thần phục vụ thì chu đáo, nói chung là không chê, chỉ nói hai cái từ là tuyệt vời. Lúc cắt mà được 1/2 khâu thôi, chị đã thấy khác rồi. Biết như này thì chắc là chị về với bọn em lâu rồi. Để gửi một lời nào đó tới các chị đang xem clip này thì chị có lời khuyên nào không ạ? Chúng ta là phụ nữ, lên phải đẹp và tìm đúng địa chỉ uy tín thì mình còn đẹp hơn nữa. Mong làm sao mà các chị em ấy là hãy đến 1900 để trải nghiệm. Cảm giác của bạn như thế nào khi nhìn lại kết quả của mình sau khi làm tóc? Trước khi đến đây thì em nghĩ là mái tóc ngắn không hợp với em. Nhưng mà sau khi đến đây thì em nhận được một cái kết quả là một mái tóc rất là đẹp ạ. Chị có nhận xét như thế nào về đội ngũ nhân viên của bên em được không ạ? Các bạn nhân viên ở đây thì rất là nhiệt tình, vui vẻ. Để mà góp ý thì em nghĩ là 1900 nên tiếp tục phát huy cái điểm mạnh này của mình ạ. Điều gì khiến bạn quyết định sẽ chọn 1902 Salon để thay đổi kiểu tóc của mình? Em biết đến 1900 vì em quan tâm đến chương trình hiến tóc ở bên mình. Và hôm nay em đến đây thì ngoài để thay đổi kiểu tóc thì em đã hiến tóc cho ở bên salon ạ. Bạn có lời khuyên hay chia sẻ nào cho những người đang do dự trước quyết định sẽ đi thay đổi kiểu tóc hay không? Mình là một người trẻ nên là mình hãy làm những gì mà mình thích và hãy một lần dám bứt phá khả năng của mình thì mình nghĩ là sẽ có một kết quả xứng đáng ạ.